Hello and what's good, it's your boy Jockey Nguyễn. Yeah, welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Yeah, thì từ cái reaction video mà tôi làm cho cái bản đàm 107 độ C của Kezo á, thì được rất là nhiều người gọi là tương tác, cũng như là sau cái bài đó thì mọi người gọi là gợi ý tôi thêm một bài nữa của Kezo. Thật ra thì bữa giờ tôi cũng suy nghĩ là tôi có nên làm nó hay không, và thật ra thì tôi thấy là nó cũng mang lại rất là nhiều niềm vui cho mọi người, ngay cả là tôi nữa, nên là tôi rất là, như các bạn biết là tôi rất là thích cái gì đó mà nó gọi là nó đem lại một cái sự tích cực cho tất cả mọi người. Thì hôm nay, như tựa đề của video ngày hôm nay, thì tôi sẽ làm một cái reaction video cho một cái bài hát tên là Hát Quỷ Nè. Yeah, cũng là một bài hát mà được rất là nhiều người kêu tôi làm. Và yeah, thì cũng sắp gần tới Tết rồi. Thì không biết là cái reaction này có phải là reaction cuối cùng hay không, nhưng mà sắp tới tôi sẽ có dự định là sẽ stream vào mùng 1 Tết, và tôi sẽ stream xuyên Tết luôn vào lúc 6 giờ rưỡi tối. Thì nếu mà được thì các bạn có thể check qua trên kênh YouTube của tôi, ok. Và chắc là vài ngày nữa thì tôi sẽ thông báo ở trên Facebook cũng như là những cái mạng xã hội của tôi, ok. Và nếu ở đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì hãy đừng quên để lại một nút subscribe, nút like phía bên dưới để cái reaction video này được lên đề xuất. Và hãy nhớ check qua những cái địa chỉ ở trên nhé, TikTok, Facebook, Instagram, nhất là TikTok, tại vì tôi hay đăng những cái đoạn shortcut trên đó, ok. Và không có thời gian của các bạn nữa, chúng ta tới với phần reaction thôi, yeah. Ok, thì trước khi bấm play cái video này thì always stay hydrated guys. Hãy luôn nhắc nhở những người xung quanh của chúng ta uống nước, và hãy luôn nhớ phải đi uống nước đi nha, ok. Và bài hát tên là Ác Quỷ Nè, Lưu Luyến Hezo, ok. Để coi chúng ta có cái gì ở đây, và để coi chúng ta có trò gì ở đây. Cái reaction trước là kiểu tôi bị bại não luôn, một kiểu tôi như này. Let's go. Say like I love you, why don't you stay at home tonight? Tryna let you know I want you to boo yai. Anh đi tắm suối mùng hai, trong tay em đắm đuối buồn ai. Tình này còn đâu, đừng lại muốn sao không như mơ giữa số bắt nhau đâu đâu. Em ngồi đáy bàn rồi đánh bài dành cái vội hồi lòi hai cánh dài. Anh ôi má, nó muốn cái kênh này bị ban hay cái gì á má, vậy là tôi không được đăng lên TikTok rồi. Nó hát bậy quá. Nó hát bậy quá, trời ơi, nó hát cái gì vậy, chết luôn rồi. Trời ơi, mấy ông gửi tôi cái gì đây? Say like I love you, why don't you stay at home tonight? Tryna let you know I want you to boo yai. Anh đi tắm suối mùng hai, trong tay em đắm đuối cùng ai. Tình này còn đâu, đừng lại muốn sao không như mơ giữa số mà bắt nhau đâu đâu. Em ngồi đáy bàn rồi đánh bài dành cái vội hồi lòi hai cánh dài. Anh thì sống ngầm hồng dám nồng nhắm tâm phóng phong tắm cầm bắn bèn bèn. Em là thiên thần em nhất hồng dân, còn anh thì là quỷ nè. Wow, trời ơi, nó hát bậy kìa. What the fuck are you saying, man? Oh my god, chết tôi rồi. Ôi, oh, trời ơi, bậy quá. Amen. Anh vẫn yêu em, nước mắt tuôn một giọt nha. Anh đang nhột cả vì bị vướng lòng. Người sướng khó và người sướng rơi lại mang ngập trời. Người sướng ngồi buồn không em mà tiêu cao. Khi sướng mơ kia ta thấy đi kêu gào. Bụng đang tròn lo nhói đâu đâu mới thôi lo mới sầu mi. Biết bao giờ diễn nhau sao ngờ diễn hơ mơ vào trái tim. Yeah, yeah. Có
khi nào gió nó phi nhớ. Anh luôn chờ mong trong mơ và sẽ quay trở về. Anh đã đêm rất muốn giả tay bao nhiêu cho what nó sẽ là I love you. Why don't you say it home tonight? Chắc nó là you know em quên như tôi bước dây. Anh đi tắm suối mùng hai cho tay em nắm đuôi cùng mày. Tên này còn đâu đừng lại một sâu không như mơ sức sâu không bắt nhau đâu đâu. Em ngồi đáy bàn rồi đánh bài dành cái vội hồi lòi hai cánh dài. Anh thì sống ngầm không dám nồng nhắm tâm phóng vòng tắm cầm bắn hàng ngày. Nguyên mà thiên thần đêm nhất hồng dân còn anh thì là quỳ nè. Nếu mà không tính cái lyric nha, mấy cái flow nó đi mượt vậy. Shit, đem cái flow đi mượt thiệt mà nè. Ai dành cái vội hồi lòi hai cánh dài. Anh thì sống ngầm không dám nồng nhắm tâm phóng vòng tắm cầm bắn bàn bàn. Nguyên mà thiên thần đêm nhất hồng dân còn anh thì là quỳ nè. Sisters, tắt cái này đi. Oh my god. Trời ơi, mấy ông thích nghe mấy cái này hả? Cái gì trời ơi. Come on man. Oh my god. Thằng casual này. Cho cứu tôi. Tôi không biết phải nói cái gì luôn á. Trời ơi, nó gắt tầm bay tầm ba cái gì á. Nhưng mà tính ra là cái bài trước là nó còn kiểu cái này là tôi thấy kiểu nó kiểu như là gọi là mọi người hay gọi là tuân thủ luôn á. Kiểu nó chơi tuân từ trên xuống dưới luôn. Mà tính ra cái tư duy nó đi cái flow là có nha, là thông minh nha, là có gọi là có tư duy đi flow. Theo cá nhân, riêng cá nhân tôi thì tôi đánh giá là cái bạn casual này thì rất là có tư duy, có tư duy về kiểu làm nhạc mà kiểu vui vui nữa. Thực ra thì đây là cái màu cũng rất là ít ở trên thị trường, tại vì người ta thường kiểu làm nhạc một cái cách gọi là rất là nghiêm túc, còn đây là nó là kiểu như meme, kiểu như là tầm bậy tầm bạ cái đéo gì á. Nhưng mà thực sự là nếu mà chúng ta, như tôi nói, nếu mà chúng ta không phải là một người Việt, bỏ đi hết những cái phần lyric, nghe flow, nghe cái beat thôi thì cảm thấy là ok, cũng nghe cũng chấp nhận được ha. Nhưng mà rất là xui, chúng ta là người Việt và nghe thằng này nó hát thì tôi chịu rồi, má chịu rồi, má nó hát thì tôi chịu rồi. Oh my god, chắc là cái video này tôi không có đăng TikTok rồi. Má nó hát bậy quá, hồi TikTok ban tôi nữa. Má cái video trước là TikTok mới ban tôi rồi đó. Tôi không hiểu luôn. Nhưng mà yeah, đó là cái reaction của tôi cho cái bài Ác Quỷ nè. Ok, cảm ơn mọi người đã support tôi và cũng như là gửi cho tôi cái bài hát này. Và tôi mong là tôi đã làm hài lòng được mọi người. Thật sự là trời ơi, tôi nghĩ là nó hát bậy bạ đấy vậy. Nhưng mà ok, rất là mong casual xem qua được cái reaction này và keep it up. Tôi rất là thích cái năng lượng này, nó mang lại một cái năng lượng rất là tích cực cho những người xem và những người như tôi rất là thích cái gì nó vui vẻ. Và
Thì cái reaction của tôi đến đây thôi. Và hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Như tôi nói là sắp tới tôi sẽ có stream đấy, ok. Và chắc là tôi sẽ thông báo trong vòng một vài ngày tới thôi, ok. Và chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ. Và hãy uống nước nhé. Always stay hydrated. Và như một khi peace and I'm out. Bye guys. Hãy có một ngày thật vui vẻ. Sắp Tết rồi, ok. Mua đồ sắm Tết đi, ok. Bye. Chúc sức khỏe.